Xin chào tất cả các bạn. Hiện mình đang có con Daiwa Milan Matte nâu xấu. Con này tương ứng là size từ 10 đến 12 ngàn nha các bạn. Máy này là máy lớn, thường xuyên được dùng để câu biển. Tương ứng với cước số 8 nó quấn được 200m, số 10 quấn được 160m, 12 quấn được 140m nha. Ratio của nó là 4.2 và tải của nó là tải từ cá từ 15 đến 25 kg, có mô bin động như này, máy rất là khỏe. Máy này là máy lớn, thường dùng được để câu cá biển hoặc là câu Google nha các bạn. Con này hoạt động rất là êm ạ. Con này là hàng nội địa Nhật nha.